các bạn chúng ta cùng đến với kanji chi bài 14 phần 1 nhé đầu tiên đó là chữ đạo đạo có nghĩa là con đường đúng không một lần nữa nha ok con đường nha các bạn chữ đạo đọc là michi michi có nghĩa là con đường đường phố michi con đường đường phố Tiếp theo, chữ thủy ghép với chữ đạo suy đồ Suy đổ có nghĩa là đường dẫn nước máy nha các bạn. Đường nước đúng không? Suy đổ, đường dẫn nước nhá. Ok, tiếp theo, chữ âm. Chữ âm bên trên là bộ lập, bên dưới là bộ nhật đúng không ạ? Bên trên là bộ lập, bên dưới là bộ nhật nhá. Đọc là ô tổ. Ô tổ có nghĩa là âm thanh. Ô tổ âm thanh. Ôn ga cử là âm nhạc. Đây, chữ âm ghép với chữ nhạc bây giờ chúng ta sẽ học nha. Chữ nhạc hoặc là lạc này các bạn. Nó có hai tên lạc hoặc là nhạc nhá. Chữ lạc trong từ vựng thanoshi. Thanoshi có nghĩa là vui, thích thú. Thanoshi vui, thích thú. Chữ âm ghép với chữ nhạc là Ongaku. Ongaku có nghĩa là âm nhạc. Ongaku, âm nhạc. Sự ghi chữ xuân. Các bạn chú ý thứ tự nét viết. môi cậy chữ xuân mùa xuân là gì nhỉ đúng rồi haru đúng không haru có nghĩa là mùa xuân haru mùa xuân haru yasumi haru yasumi có nghĩa là kỳ nghỉ xuân haru yasumi kỳ nghỉ xuân nha các bạn thử chữ hạ các bạn chú ý thứ tự nét viết Hãy chữ hạ mùa hè là gì các bạn? Natsu đúng không ạ? Natsu có nghĩa là mùa hè Natsu mùa hè Hãy natsu yasumi Natsu yasumi có nghĩa là kỳ nghỉ hè Natsu yasumi kỳ nghỉ hè nha các bạn Mùa thu Hãy mùa thu Mình có mùa thu là gì? Aki đúng không? Aki mùa thu. Aki mùa thu. Tiếp theo đó là chữ đông. Hay chữ đông có 5 nét. Chữ đông đọc là Fuyu. Fuyu có nghĩa là mùa đông. Fuyu mùa đông. Bài hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại đây nha các bạn. Mọi người nhớ ghi chép bài để đủ để học bài nhé. Xin chào các bạn.